Hello tất cả anh em đang xem kênh Cơ Giới Nhà Nông nha anh em. Hôm nay bộ đôi xe cuốc Mitsubishi MM45B hợp tác làm chung nha anh em. Bộ đôi xe cuốc luôn. Đây. Vẫn là Mitsubishi MM45B mà tại sao nó khác màu nha anh em. Các anh em trong nghề biết sao không, comment bên dưới nha anh em. Nè, chiếc này thì màu xanh lá cây, chiếc bên kia thì đó, chiếc kia đó màu gì ta, màu xanh tím, tím tím gì đó. Chiếc nào cũng là MM45B Mitsubishi nha. Để mình tiến lại gần xem cận cảnh nha anh em. Chạy quá nhanh. Đây hai chiếc múc cho một chiếc xe chở luôn. Hai chiếc y chang luôn nha anh em. Đó. Khác cái đời mua trước mua sau quá. Hai cái xe này đều có bóp ti lại hết nha anh em. Mấy ti nặng với ti chỏ. Đem lại thợ cắt ống ra, đi ống nhỏ lại, ống ống vỏ vỏ ti á. Hai chiếc này đều làm độ hết là nhanh lắm, quay to nữa, quay to với ti năng ti chỏ là làm hết nha anh em. Múc gà nhỏ mà quay to rất nhanh thấy không. Xe chở đó là xe của mua ở Triệu Tài nha. Ở Triệu Tài nha anh em, còn cái chiếc xe đang chạy vô nè. Không biết mua ở đâu để mình hỏi anh coi. Đó. Chiếc này mua ở đâu mà thấy đóng cũng đẹp ghê ta. Quá wow, chiếc đó chạy quá im anh em ơi. Hai chiếc cạp vô một xe rất là nhanh nha. Chiếc Cuve bên đây là mới mua, mấy video trước mình có quay anh em, mới mua về á. Chiếc này ảnh đã độ ti độ quay to rồi, cái ti ảnh sơn lại màu khác luôn á anh em thấy biết ha. Ảnh cắt ra thay cái ống vỏ ti khác hàng lại thì sơn lại màu nước sơn lô luôn rồi. Đó, chiếc xe chở đó chạy quá êm. Chở từ đây vô tới nhà trong đó đó. Này là đất lột lốp. Này lột xuống chắc tắt ạ. Lột xuống tắt ngoài ạ. Hai chiếc làm quá xứng đầu vừa lửa ha. Chiếc nào đều cũng đều nhanh như nhau nha. Làm độ quay to với độ ti đâu á là làm thứ một hết, phải múc rất là đều. Chiếc xe bản nghĩa địa về mình không có độ múc cũng hơi chậm nha anh em. Mấy video trước mình quay chiếc này nè, múc cũng thấy chậm lắm. Hôm nay anh mới làm lên nè. Ôi vô chiếc xe chở chạy vô kìa. Đó.
Để em quay cảnh cảnh xe cô bé bên đây nha. Đó, đóng để tem Mitsubishi á. Mitsubishi. Có tem luôn đó nha anh em. Mỗi một chiếc 2 gào 3 gào là xong, giọt. Rồi chiếc kia đang tới nữa rồi. Xe chở kia đang chạy vô. Hai chiếc xe chở đều thùng lớn hết nha anh em. Để mình hỏi coi xe chở màu đen nó mua ở đâu à. Chạy rất là nhanh nha. Xe chở này đó mua ở đâu hả? Tiệm nào đóng hả? Trên Liên Hộ á. Liên Hộ hả? Thì lát trợ lực mà dạ, như Liên Hộ thì nảy là chạy. Lấy số trợ lực hết phải không? Hả? Số trợ lực hả? Chạy trợ lực số Trung Quốc. À. Gắn bơm nữa, tôi tóm lại là gắn bơm. Hộp số Trung Quốc gắn bơm trợ lực. Này mua ở Thiên Hộ nha anh em. Mua ở Thiên Hộ đấu, đấu sẵn vậy á. Đó, ghi cái cần đó là chạy á. Qua wow, hai chiếc múc quá nhanh. Để mình sẽ phỏng vấn cái anh tài xế này nha, coi ảnh biết cái đời xe không. Cho hai xe khác nhau nha. Rồi mình sẽ lên cái xe này mình hỏi anh tài xế đó xem. Ê, cho phỏng vấn vài câu coi anh ơi. Lâu gặp quá anh YouTube thì hôm nay có mấy tháng mới gặp à. Ừ. Cho phỏng vấn vài câu thôi. Chào anh. Đi cắp tay á. Ừ, cắp tay xe quay nè. Thắc mắc anh em thắc mắc là hai chiếc MM45B tại sao nó khác màu nè, anh giải thích được không? Ừ, màu này hả? Đời trước đời sau nó khác màu chứ. Đời trước đời sau khác màu hả? Đời chắc đời sau quá, nó đời trước. Nó dẫn thứ phải không? Mitsubishi chung hiệu luôn ha. MM45B mà. MM45B nè anh em. Khác màu thôi nha. Anh nói anh mua sao thì màu khác. Chiếc này là sao? Này xe rất là đẹp nha. Ê, lâu lắm là anh em mới gặp lại nha anh em. Hôm rồi đi quay máy cài không? Tụi gô nó chạy vô kìa. Hôm trời mua chở con xe dở hôm nay là làm. Tụi gô xe chở chạy nhanh. Cái thằng đó hôm chở đó. Xe đó đầu máy gì vậy? Mắc kim gì đó. Mắc kim. Để mình xem tay nghề của anh múc xe chở như thế nào nha anh em. Gà gà bự. Còn chiếc ba gào ạ. À? Ừ luôn. Cái này còn hơi ướt. Rồi sắp đầy rồi. Rồi đây nhóc tràn luôn. Tràn luôn anh em ơi. Này chở vậy là bao nhiêu tiền một xe vậy? 55 ngàn ha. À, thùng xe lớn như vậy là 55 ngàn xe nha anh em. Anh em có nhu cầu chở thì liên hệ ảnh số điện thoại trên cần luôn nè. 0944928396. Đó, tới nữa rồi. Cái chủ xe đã nói chuyến này chở xe phiếu không kịp. Ông chủ nói xe phiếu không kịp rồi. À. Chiếc này gào chiếc kia lên gào liền đúng không? Gào
gần quá rồi. Gào nữa là giọt. Rồi mình đã vô trong quay xem nó đổ đất nha anh em. Thằng em trai này đổ đất khéo lắm á. Ôi, trả số rồi. Ủa lúng. Bà chủ bà đưa phiếu quá anh em. Chiếc này máy chạy quá im anh em ơi. Ôi ôi này chạy bão quá. Ôi ôi chiếc này đầm quá. Ô chạy nhanh. Rồi tiếp tục một xe nữa nha anh em. Để nó chạy ra hả đưa. Giờ nó chạy vô nó đang canh. Ô lúng. Đó vậy mới đúng á, vừa ben lên vừa ve. Rồi, chiếc kia vô luôn. Hai chiếc xe cuốc múc màu quá, màu vô quá. Vậy mau á, không chờ lâu lắm. Chờ hai chiếc ngon. Chứ tranh thủ là nó không mưa. Rồi. Chiếc đó có chạy quá im. Vô số ngay cần cái tay đó không à. Chiếc chạy im re luôn anh em. Chiếc đó anh nói mà đóng ở Thiên Hộ nha. Thiên Hộ có garage đóng xe chở. Tiệm nào thì nãy anh không có nói rành ha. Vô luôn đúng vậy chạy vô được luôn ha. Đã đúng rồi.
chiếc đó hộp số Trung Quốc mà chạy bằng bơm thủy lực ta. Rồi hẹn anh em video tiếp theo mình sẽ đi theo hai chiếc xe cuốc này nha anh em, quay anh em xem nha.